Sáng 11 tháng 8, tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã tổ chức cho thí sinh Trần Thị Kim Trang, học sinh trường Trung học phổ thông Phú Riềng, do nhầm lẫn của giám thị và cả thí sinh trong ngày thi môn địa lý vào sáng ngày 10 tháng 8. Cụ thể, trong ngày thi chính thức sáng 10 tháng 8, do là học sinh giỏi môn địa lý cấp trường nên Trần Thị Kim Trang nghĩ mình được miễn thi. Trong khi đó, hai giám thị cũng không kiểm tra mà cho Trang miễn thi. Tuy nhiên, thí sinh Trang chỉ thuộc trường hợp được cộng điểm chứ không phải miễn thi.